Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Ê anh em ạ, ngày hôm qua ấy, thì Mỡ sau khi có đọc các cái comment mà anh em có để lại trên kênh YouTube của Mỡ, thì Mỡ chợt nhận ra rằng là có một số anh em đang có một cái dòng suy nghĩ nó là như thế này. Đó là theo như những anh em ấy, là những cái vị tướng nào ở trong game của chúng ta càng đòi hỏi kỹ năng múa may các thứ các kiểu mà càng phức tạp hay là màu mé, thì những cái vị tướng đấy là auto mạnh và nó mạnh hơn so với những cái vị tướng có lối chơi đơn giản hơn rất là nhiều. Kiểu như là anh em sẽ hay đánh giá cao Châu bởi vì vị tướng này là một trong những cái chất tướng có độ biến ảo khá là ảo diệu và thao tác kỹ năng cũng rất là nhiều. Châu có rất nhiều kỹ năng định hướng anh em ạ. Rồi thì nếu như mà múa khéo Châu ấy thì thực sự có thể chơi trên kèo đối phương, né đi các kỹ năng khống chế rất là khó chịu. Mỡ phải thừa nhận rằng là Châu thực sự rất là khỏe nếu như anh em biết chơi. Nhưng anh em có biết rằng ấy là cái quan điểm mà tướng nào càng khó chơi thì càng mạnh, mạnh hơn cả tướng dễ chơi ấy, nó là một cái quan điểm không hề đúng đâu anh em ạ. Vậy trong cái video clip này, Mỡ sẽ chứng minh cho anh em cái điều đó bằng cách giới thiệu đến cho anh em bốn vị tướng có lối chơi cực kỳ dễ, cực kỳ đơn giản, chỉ cần ấn từ 1 đến 2 nút thôi. Vào giao tranh hay là đi ganh lẻ, anh em cũng chỉ cần ấn, không cần quá nhiều não, thao tác cực đơn giản mà độ hiệu quả chẳng kém, có khi vượt trội hơn rất nhiều so với những cái vị tướng cần kỹ năng. Đó là những cái vị tướng nào và tại sao nó lại bá như vậy. Hãy cùng Mỡ đến với cái vị tướng đầu tiên ở trong cái video clip này nhá. Và đừng quên, nếu như anh em lần đầu đến với kênh của Mỡ hoặc chưa để lại cho Mỡ một đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút like và subscribe để giúp cho Mỡ đạt được 160.000 subscribe anh em nhá. Ok, cái tên đầu tiên mà chúng ta có ở đây đó chính là sát thủ Saber. Saber thì ở thời điểm hiện tại chỉ được đánh giá là sát thủ hạng B, và theo như quan điểm của nhiều anh em ý thì sát thủ hạng B tức là sát thủ hạng best đấy anh em ạ. Nhưng nếu anh em chỉ tin vào Zamba mấy cái lý thuyết hay là Zamba mấy cái bảng xếp hạng ý thì có lẽ anh em đã bỏ qua việc chơi một trong những cái vị tướng sát thủ mạnh nhất ở mùa giải thứ 19 này. Vâng, anh em không nghe sai đâu, Top Mỡ nói là mạnh nhất đấy anh em ạ. Nó mạnh như thế nào thì đây, xin được múa rìu qua mắt thợ cho anh em thưởng lãm bằng vài ba pha xử lý không thể đơn giản hơn. Nhưng một khi mà đã làm được ý, thì auto có mạng của Saber. Vâng anh em, combo chiêu của Saber rất đơn giản. Anh em chỉ cần bật chiêu 1 và dùng chiêu cuối, thế là kẻ địch tự dưng bay màu anh em ạ. Khả năng sốc đam của Saber là quá tởm, tởm đến mức cho dù những cái vị tướng khác chuẩn bị tinh thần và gọi là di chuyển rất là cẩn thận rằng là có một thằng đang định rình mình đây, nhưng cũng bỏ tay anh em ạ. Bởi vì cho dù anh em có đề phòng đến đâu và như thế nào đi chăng nữa thì một cái con Saber với cái level 4 đủ combo cũng sẽ làm cho anh em từ suýt SML cho đến bay màu. Combo của Saber là không thể trượt được anh em ạ, bởi chiêu cuối tam liên trảm của Saber á vốn là một cái kỹ năng chọn mục tiêu. Chưa kể nó còn có hiệu ứng khống chế hất tung nữa, cho nên là nếu như mà kẻ địch mà không có thanh tẩy hoặc không có kỹ năng nào mà tự tựa giống kiểu thanh tẩy là chỉ có bó tay chịu chói. Và cách chơi của Saber thì khỏi phải nói với anh em, nó cũng rất đơn giản. Anh em có chiêu cuối thì anh em đi oánh nhau, còn không có thì núp lùm chờ chiêu cuối hồi. Cứ như thế khiến cho Saber có thể dễ dàng đạt được trên 10 mạng trong một cái trận đấu là quá đơn giản anh em ạ. Anh em cứ thấy có cái ông máu giấy nào xong rồi bật chiêu 1 lên, lao vào với cái chiêu cuối, chẳng cần tới kỹ năng màu mè hay giáo án combo combo gì cả. Đó cũng chẳng cần thao tác đỉnh cao như pro. Anh em cứ nhìn sang mấy cái ông đồng nghiệp của Saber mà xem, Lancelot thì lướt lướt dồn đam các thứ các kiểu đúng không ạ? Linh thì cũng thao tác màu mè, nhưng hai cái bố sát thủ này gặp cái con Saber cũng chỉ biết khóc tiếng mán thôi. Có rất nhiều những cái vị tướng cần một bàn tay dẻo và lực đàn hồi thì mới mạnh, còn Saber thì chỉ cần một ngón là đủ thôi anh em ạ. Một ngón là đủ cho anh em lên đỉnh rồi. Ý ở đây là lên thiên đàng anh em ạ. Lên bảng điểm số cũng là lên thiên đàng mà. Cái tên thứ hai trong cái video clip này, bộ kỹ năng cũng cực kỳ bá đạo nhưng mà lại dễ chơi chẳng kém gì Saber, có khi còn dễ chơi hơn nữa anh em ạ. Đó chính là Angela. Angela là một trong số những vị tướng hỗ trợ dễ chơi nhất trong game. Nó dễ chơi đến mức ý là một cái người chơi chẳng biết gì về game cả, chưa từng chơi Mobile Legends cũng có thể gọi là cầm và mang vào chơi rank huyền thoại cũng như là thần thoại cực kỳ dễ dàng anh em ạ. Mỡ nói thật với anh em, có khi chơi Angela cả trận mỡ chẳng cần làm gì, có khi vẫn win, chẳng hiểu lý do vì sao. Nhưng mà thật ra là có lý do anh em ạ. Lý do cụ thể ở đây đó chính là đến từ cái chiêu cuối của Angela, người bảo hộ trái tim. Angela có một cái chiêu cuối thực sự rất chất lượng anh em ạ. Với cái chiêu cuối này này, Angela có thể dễ dàng nhập vào người đồng đội của anh em. Ở trong đó thì Angela không những là bất tử, nó còn cho cái người mà nó nhập vào ấy một mả giáp ảo này, rồi nào là hồi máu, tăng tốc độ di chuyển, kèm theo đó là làm chậm và trói chân kẻ địch nữa. Một cái chiêu cuối thuộc dạng bá con nhà bà đạo,
mức độ hiệu quả trong game ý, thì cá nhân mỡ thấy là nó dễ chơi và an toàn hơn Saber, bởi Angela là một cái chất tướng hỗ trợ rất mạnh từ đầu game, giữa game cho tới cuối game vẫn rất là ổn. Vị tướng này hoàn toàn có thể giúp một cái người đồng đội của cô nàng đang yếu máu bỗng dưng lật kèo, hoặc tạo ra một cái tình thế đang từ 1v1 đúng không ạ, thành 1v2, đó tạo ra sự mất cân bằng vãi nồi trong những cái trận đấu. Và nếu như anh em có xem mỡ hay livestream chơi game ý, lúc nào vào game là cũng toàn autoban thì còn Angela này cho nó dễ thở. Đó, về cuối game ý, thì khi mà đủ đồ thì anh em biết việc Angela cần làm là gì không ạ? Cứ đứng ở nhà thôi, chờ chiêu cuối hồi thì nhập vào đồng đội của mình rồi chơi. Cho nên cái con Angela nó có cái nghệ danh là cái vị tướng hỗ trợ bất tử là vì lý do đấy anh em ạ. Chơi Angela đúng kiểu game là dễ luôn. Và thậm chí anh em có thể chơi cái vị tướng này bằng một tay cũng được anh em ạ. Anh em chẳng cần tư duy luôn, cũng vẫn có thể win. Miễn cái người đồng đội mà anh em chơi cùng ấy, cái người đồng đội mà anh em nhập vào ấy, nó biết chơi là được. Đó chính là toàn bộ cái ưu điểm của cái vị tướng Angela. Nhược điểm duy nhất mà Angela có ở đây thì cá nhân mỡ nghĩ rằng là nếu như đồng đội của Angela thực sự chơi không hay ấy, thì cái vị tướng này sẽ rất dễ để thua. Thua là bởi vì gọi là đồng đội của chúng ta đánh không hay mà thôi, chứ không có chuyện gọi là thua ở đây là do Angela fit hay là không chơi đâu anh em ạ. Đó, nếu như đồng đội ngơ u quá thì cái vị tướng này đánh sẽ hơi khó. Nhưng nếu như đồng đội biết chơi ấy, thì Angela sẽ cực kỳ là dễ chơi và rất mạnh. Đó là những cái chia sẻ của mỡ về Angela anh em ạ. Ok, cái tên thứ ba trong cái video clip này lại một cái vị tướng khác dễ chơi, đơn giản nhưng mà mạnh vãi nồi ở đây. Đó chính là Eudora, pháp sư đời đầu mới được làm lại ở cái dự án Next ở mùa giải thứ 18. Đó, anh em hiểu không ạ? Rồi, nói theo kiểu mới làm lại cho nó kiểu đau to bùa lớn thôi, nhưng Eudora vẫn có những cái bộ kỹ năng từ ngày xưa mà anh em đã có thể gọi là nhận ra được. Đó là chiêu 1 gây sát thương lan theo hình nan quạt, chiêu 2 thì làm choáng và chiêu 3 là sốc đam. Chỉ có điều là ba cái kỹ năng này thì ở trong cái bản cập nhật Next nó lại sửa lại mỗi cái kỹ năng lại thêm tí tí hiệu ứng. Ví dụ như là chiêu 1 ý, thì gây sát thương 2 lần, đúng không ạ? Chiêu 2 thì nó làm choáng như mục tiêu và chiêu 3 thì nó sốc đam lan. Đó, cả ba chiêu này thì nó sẽ có thêm những cái hiệu ứng như vậy. Khi mà Eudora có được cho mình đó là cái nội tại siêu dẫn. Làm thế nào để có được cái nội tại siêu dẫn? Thì đơn giản thôi, Eudora gọi là dùng một cái kỹ năng lên người một mục tiêu có cái tia sét bên cạnh, thì khi đó là Eudora sẽ có cái nội tại siêu dẫn. Rồi, thì cũng giống như Angela hay Saber anh em ạ, cái mà mỡ nghĩ Eudora thực sự rất dễ chơi ở đây đó là cái vị tướng này sở hữu một cái bộ kỹ năng toàn skill chọn mục tiêu anh em ạ. Tức là đã tung chiêu là auto trúng. Thậm chí là cái chiêu thứ nhất của cái vị tướng Eudora này này, mặc dù không phải là cái kỹ năng chọn mục tiêu nhưng nó vẫn dùng dễ cực kỳ. Đó, thao tác của chiêu 1 tung ra rất nhanh, dứt khoát, đam ra ngay. Cho nên là anh em hoàn toàn có thể gọi là dùng chiêu 1 này rất dễ dàng. Thậm chí anh em có thể dùng chiêu 1 để check bụi nha. Mấy cái ông mà đứng trong bụi tưởng cái con Eudora này nó không target được, nhưng nó dùng chiêu 1 phát là auto trong bụi vẫn trúng. Đó, ưu điểm của Eudora ở đây thì như mỡ có chia sẻ với anh em, đó là không cần đồ mà đầu game sốc đam đau vãi nổi. Thề với anh em luôn, chỉ cần Eudora làm choáng xong giật chiêu một cái là xương xương thôi, kẻ địch bay bố nó gần nửa lít máu luôn rồi. Và quan trọng nhất ý là một khi Eudora combo ý, thì ít khi có trượt lắm anh em ạ. Combo của Eudora thì cũng cực kỳ đơn giản, có chiêu cuối ý, thì combo của cái vị tướng này sẽ là 2, 3 và 1 anh em nhé. Và cứ thấy bố con thằng nào chơi xạ thủ hay pháp sư hay hỗ trợ kiểu máu giấy là anh em cho nó một hit combo là bay màu ngay lập tức anh em ạ. Đó, cái combo của Eudora thì cũng giống như Saber, cũng là từ SML cho đến bay màu và lên thiên đàng như là Wuwi, à nhầm, như Saber luôn anh em ạ. Có một cái nhược điểm duy nhất của Eudora mà mỡ thấy cái vị tướng này hơi kém người chơi ở đây, đó là Eudora hơi thiếu cơ động và hơi tù. Nhưng nếu anh em đang tìm một cái vị tướng kiểu pháp sư hỗ trợ sốc đam cực mạnh mà không cần đồ ấy, thì con Eudora này nó cũng phải nằm trong top 3 pháp sư mạnh nhất Mobile Legends anh em ạ. Quan trọng nhất là cái choáng của con Eudora này nó là cái chọn mục tiêu anh em nhá. Cho nên ai mà bị nó ghim vào ấy mà không có thanh tẩy thì ôi thôi, cụ đi chân lạnh toát, tự dưng bay ngay từ 3/4 đến cả cây máu. Và cái tên cuối cùng ở trong danh sách này mà muốn chia sẻ với anh em ở đây chính là cái vị tướng đấu sĩ sốc đam mạnh nhất ở Mobile Legends trong cái thời điểm hiện tại mùa giải thứ 19. Anh em hoàn toàn có thể dùng solo rank để leo lên rank thần thoại rất là dễ dàng. Đó chính là Tử Long, Zilorn anh em ạ. Tử Long thì top mỡ tôi cũng nói luôn với anh em nhá, là vị tướng đấu sĩ mạnh nhất trong tứ thánh thú, bao gồm Basia, Wanwan, Link các thứ các kiểu. Thì nói thật với anh em, riêng con Basia là thằng Tử Long nó ngán bởi vì chọc hơi lâu. Basia là tanker mà anh em. Còn thì Wanwan với Link thì chắc là kiểu 0,5 giây là cái tụi này bay màu anh em ạ, khi mà Tử Long có được khoảng 2 đồ. Đó, còn khi mà Tử Long đối mặt với Yu Dòng thì cũng gọi là 50-50 thôi anh em ơi. Bởi vì đầu game có thể Tử Long hơi yếu, nhưng mà đến cái tầm giữa game có đồ ấy, Tử Long ấy nó cũng chẳng hề ngán Yu Dòng một chút xíu nào luôn anh em ạ. Tử Long thì khá là khác Saber với Eudora một chút.
Khi mà như mọi người có chia sẻ với anh em, sức mạnh của Tử Long đến từ đồ là cũng khá khá, chứ không phải là tự dưng nó mạnh em ạ. Nhưng mà một khi mà có đồ xong ấy thì Tử Long nó sẽ có thêm một cái danh hiệu mới, đó là ảo thuật gia anh em ạ. Tức là Tử Long hoàn toàn có thể gọi là làm bốc hơi kẻ địch đó chỉ trong chớp mắt. Tức là anh em nhắm mắt cái, mở mắt ra cái thì anh em thấy cái vị tướng mình nó đang tập đếm rồi mà không hiểu tại sao. Ui, tốc độ bay màu thực sự là quá đáng kinh ngạc. Chỉ có trong 0,69 giây thôi anh em ạ. Mỡ là mỡ đo rồi cho nên anh em là không cần phải đo thời gian lại đâu anh em nhá. Sức mạnh của Tử Long ra sao thì mỡ cũng đã làm rất nhiều video clip cho anh em xem rồi. Và nếu anh em vẫn còn thắc mắc thì đây là những cái highlight xương xương mà mỡ chơi cho vui ở cái rank thần thoại cực kỳ dễ dàng anh em ạ. Đó, còn nếu anh em vẫn không tin mỡ thì ok, mai kia mỡ sẽ làm cho anh em một cái video clip về Tử Long đi rừng hay đi len đều mạnh hết anh em ạ. Cái con Tử Long này nó mạnh đến mức mà cho dù team bạn có chơi hay đến đâu ý, mà vớ vẩn gặp phải một cái con Tử Long nó có đồ sớm ý, thì nó cần tất anh em ạ. Anh em có thể cầm Tử Long solo rank từ những cái rank mới tập chơi game như là Dũng Sĩ hay Tinh Anh lên thần thoại là cực kỳ dễ luôn. Đó, thì trên đây là bốn cái vị tướng mà mỡ có chia sẻ với anh em, đó là Tử Long, Eudora, Saber và cuối cùng đó là cái vị tướng gì anh em? Đó là cái vị tướng Angela. Những cái vị tướng này có cái điểm chung ở đây đó là toàn là có những cái bộ kỹ năng chọn mục tiêu thay vì là định hướng, cho nên là skill dùng gần như 100% là trúng anh em ạ. Lối chơi thì quá đơn giản và quan trọng nhất ý là đam của những cái vị tướng này quá lỗi. Riêng Angela thì mỡ không nói, bởi vì Angela nó thay từ đam lỗi thành nó bất tử bố nó rồi anh em ạ. Team đánh hay thì Angela auto win anh em nhá. Đó, thì trên đây là bốn cái vị tướng mà là tư vấn của riêng mỡ thôi. Thì không biết rằng là anh em có thấy có cái con nào mà nó còn dễ chơi hơn cả bốn cái con tướng này không? Thì đừng quên để lại comment ở bên dưới video clip này. Và nếu như mà anh em lần đầu đến với kênh của mỡ, đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.